Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Một Chân. Kính thưa quý vị, thì hiện tại Phi đang có mặt ở thôn Phú Đa 2, xã Di Thu, huyện Di Xuyên của tỉnh Quảng Nam quý vị. Nơi đây có một hoàn cảnh cũng hết sức là đáng thương. Một bà cụ tên là Nguyễn Thị Sáu, bà 91 tuổi, hai mẹ con của bà sống trong cái căn nhà lụp sụp thế này. Bản thân của bà thì cũng có tuổi rồi mà phải nuôi một người con gái bị bệnh tật không biết gì. Thì Phi biết cũng biết được cái hoàn cảnh của hai mẹ con bà. Đến hỏi thăm cũng như là chia sẻ yêu thương cho hai mẹ con bà nha. Thì quý vị cùng Phi đi vào bên trong căn nhà của hai mẹ con bà Sáu để chúng ta tìm hiểu xem cái hoàn cảnh của hai mẹ con bà sống như thế nào, hàng ngày cuộc sống của hai mẹ con ra sao ha. Ok, Phi mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong nha. Đây là cái căn nhà của bà Sáu mọi người. Đây, Phi trước chúng ta là hai mẹ con của bà Sáu. Con chào bà nha. Đây là con của bà đây hả? Con đâu ta? Con của bà là cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 54 tuổi rồi đó. 54 tuổi? 54 tuổi, tuổi giàu đó. Là cô bị cái gì vậy bà? Hán là rõ ràng là trời tao nói là nói gian dò. Cái nam mà Mỹ quánh rút về mà đánh ở quận này nè. Làm trên cái hầm nhỏ nó. Nhưng cái không cái tôi ở trong bụi tre nó mà rút bò lên đó ở. Là cô như làm hưa đêm ngà không đen hái chắc. Cái bữa nó rút hái trầu, bữa nó là nấu chá hái trầu, rút đầy hái trầu. Cái túi bữa nó không biết rèn cũng rút trong cái hầm đó. Ui trời ơi, mẹ ơi, lồm một quả mù ca, cái hắn trồng ngột, trồng ngột, trồng ngột đây đây. Người ta bị Mỹ, người ta phóng cái quả lựu đạn cay đó. Nảy vô trong cái hầm đó, cái con bò dò nó bắt ôi trời ơi, rắc ơi, cháy con bé lại cháy trời trời. Mà hắn ro là hắn trồng cái này, hắn trồng cái nát quá, còn mình thì lau đi trò đi, đi múc nước nữa, hắn đọc quá. Bà là cái lúc đó cũng hai mẹ con bà trong đó luôn hả? Có tạo quen nữa, còn cho ăn nữa chứ không có trong nó lố. Cái rồi cái xóm ngà lọc rồi, hắn nhám rì, xóm là không có mở được, nhám rì, cái lọc. Vô ở chỗ nhà đợi nó, xin má ba đi á. Cái chở rồi ngồi tại đất á. Hán ra không bỏ trong núi lúa đâu. Rồi ngồi tại đất nó các án nào mà nó một tháng hơn 10 ngày. Cái ông thông dịch nó, ông mới nói rằng bên là cậu Hán là trời chữa được bệnh cho con mét hư rồi, con mét bị chết cái chị đó rồi. Mổ khí nghiệm trên cái đào này nè. Mà họ đứt mổ khí nghiệm trên cái đào này. Chứ không ý là lúc đó là họ phóng lựu đạn hơi cay vô cái là hít vô là bị đó luôn đó ra đó ra mà có mình cổ bị mấy hả? Còn bà với lại chồng của bà là không bị hả? Không thật ở trong hầm nó mình lớn hầu nó mang hán mất bao giờ tuổi à lúc đó là không mất bao giờ tuổi nhỏ của đây dạ. Chứ không nó thay nó từ chỉ ở trong hầm nó đó dạ. Bà là năm nay 91 tuổi đúng không? Sinh năm 1930 mọi người. Đây mọi người có thấy đây là chồng của bà đó hả? Ông đó. Chồng bà mất lâu chưa? Ông mất năm dậu. Năm dậu năm nay mười mấy năm đó. Ông mất mười mấy năm rồi hả? Ông là có lớn tuổi hơn bà không? Hả? Có lớn tuổi hơn bà ông không? Ông nhỏ hơn đầu tuổi. Đây là cái giấy mừng thọ. Câu môi ông bà máu. Giấy mừng thọ của bà đó hả? Ông mất con. Thế rồi cô này có biết gì không? Hán không biết chị trời nha. Không biết gì hết hả? Trời có cho anh chị không ăn cho còn ngày hắn không biết. Có nghĩa là từ lúc 2 tuổi đến giờ là không biết gì hết rồi. Từ cái hầu mà hắn là hắn ấy bệnh trời là thôi. Hầu mấy hầu hắn đường còn trẻ hắn ở bệnh hắn đường nhỏ. Của cái cuối miết cái đầu nữa nè. Thì cái đầu hắn là đứa mà từ gì giữ miết hắn ấy. Có ngắt đây được không? Có ngắt đây được không? Không, hắn không ngắt. Không có người lẫn ngầu đi nè. Ngầu đi hắn chóc cung rứa. Chứ còn ai không ngắt lên. Không ngắt lên được hả? Không, uống này chắc nó nằm xuống được không? Được. Nằm xuống con co thế nè. Thấy. Nó còn nằm xuống con co. Nằm xuống đây chờ chút. Anh nằm lại nằm đó. Nằm xuống đây, nằm đây chờ. Nằm xuống đây có cái bàn đây. Mát của là không thái luôn hả? Không thái cái gì hết chứ. Trời ơi. Hén lùm hơ cục ri nè. Hơi cục ri nè. Hơi cục ri ở trong mát á. Rồi á là hắn ở bệnh viện hắn về rồi đó. Mà ở dưới nó là không có hơi cục nó nè. Hắn về nhòa thờ vô có hắn lồm hơi có cục nó đi hơi bên vậy kìa.
hồ cục nó đưa hồ bên như Trung Hoa đi đây. À. Nên cái lúc ủa, cái trong của bà sao nó quách 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 như vậy như chân gà đây. Thôi cho mẹ ơi, tôi cũng đủ thứ hết cho mà trừ không lẽ nó rồi ăn. Ừ. Bà có đi đứng được không? Ở đây được. Đi được, còn phải hả? Đây được, mà có chân tôi chạy ngang đây đây, thùng hầu không khăn hăng lộn hết trơn á. Ở đó hầu tôi đây được mà hầu tôi làm mà gõ hơi ba trùng đây không được. Rất là có hai mẹ con bà sống đây đó hả? Lâu rồi mẹ con sống. Cái căn nhà này thì có chắc cũng làm cũng lâu rồi đúng không? Đó ra. Nhà này hồi xưa là ai làm cho bà đây? cũng nhà nước cho đây ông Bình đây. Ôi cái nhà này chắc trời mưa nó cũng dột hết trơn. Ôi trời không còn, cái nhà này lâu quá rồi. Rồi ông cho cái năm hộn mà hộn không có nước. Mấy cây đòn đông đòn tay nó cũng cái rồi gạch mà để khô nữa đó. Cái rồi lồn tắp vô nữa đó, lồn mà chữ không ra chi hết hư rồi. Tường đồ nứt hết rồi. Cái rồi xa cái quá lắm, cái rồi lên tôi nói cho anh Bình ba tội quá trời cái nhỏ ngõ rồi. Không biết làm ra ở cái cho tiếp chút luôn cái nấy đó giữ cái bờ này lại đây cái đũa cái rồi bây giờ bà có hay đau ốm gì không? Trời ơi, tôi để nó mà nó thầm là nó thì anh thôn hợ nghe mà nó mình nó thì mình làm mình chịu chứ bệnh tình mình thì mình chịu chứ ra chứ trời không lẽ mình kêu ra cái nó bà ơi tôi còn thiếu nợ 500 buộc cái bình nó đó cái bình nó đó cái bình nữ đó. Cái bình gì? Cái bình đâu uống rượu tôi để đó. Tôi thiếu nợ 500. Bình đi đó hả? Bà mua thuốc bà uống hả? Tôi mua bình thuốc nó tới 940 ngàn. Thuốc Mỹ mà. Của Mỹ á. Tôi uống tôi mới đi được đây. Bà mua mà còn mắc nợ 500 hả? Còn mắc nợ 500 hả? Còn mắc nợ 500 mà tôi rất trăng tội lắm. Tôi cũng không dám ăn để tôi lãnh tiền với đó. Nha. Hán nè là hán được 500 tư. Là tiền hán đó nè. Còn tôi nó là có hơi trăm bả. Cái rồi về cái mới lấy cái tiền của em mua gỗ. Còn có tiền của tôi nó là trước nhất là mới mua hơi chục cái gỗ cái đã. Mua hơi trăm bá là mua hơi chục cái gỗ hơi trăm xá rồi. Rứa là hai mẹ con tháng có được 700-800 mấy hả? Hả? Rứa ra 700-800 tiền hỗ trợ của xã hội. Rứa ra cũng ăn uống là nhờ cái tiền đó. Bây giờ là bà 91 tuổi rồi nhưng mà Phi thấy bà cũng rất là khỏe mọi người. Nó khỏe hơn so với những cụ già khác. Bây giờ bà đi đứng cũng bình thường đúng không? Đi rứa đó là hậu đau mới đi không được. Bà đi con coi thử nè. Thấy ra chứ đi trong cái đục mà đi bà dép mòn nè, thấy không? Rứa rồi bà dẫn cô đi hả? Rứa đó, anh thấy không? Thấy tao nó thiệt cái có cái chân này đi được nè. Còn cái nó đò, đây rứa đó. Cô thì không thấy đường mọi người ơi, lấy cô. Thấy chưa? Lên đây. Không chịu đỡ. Lên đây. Đây rứa đó, đây. Chân dò đây rứa. Tội nghiệp thay mà con chưa? Đi khổ lắm, rứa không bỏ lại đây như nào, rứa đó. Mãi không? Trời ơi, hai mẹ con. Rứa rồi cô có ai uống thuốc gì không bà? Thời gian cũng rứa ra cái rồi mua thuốc rứa đó, uống. Rồi bà có ai dẫn cô đi quanh đây không? Không. Ở biết nhà đây là hả? Không đi. Cái mặt của cô hình như bị sưng hay sao chứ? Không đi đâu hết á. Đi rồi cho dám đi rồi mẹ em đi yếu. Con mắt của cô nó lủng vô luôn. Nó lủng vô nó. Mắt của cô nó lủng vô luôn. Thằng ráo khờ cái cục ra rồi. Thằng cái cục tiến lậu rồi như. Hơi con ngư á. Còn cái rồi hắn đụng được hắn rớt đầu còn rớt hầu mồm không biết hắn rớt cô có biết cái gì không? Không biết cái gì không biết cái gì hả? Không biết cái gì. Trời ơi tội chứ. Chị nó nói chuyện nó thúi nhưng không có biết cái gì hết á. Không biết cái gì hết á. Dạ. Rồi trời mưa trời gió mà ở nhà đi rồi chồng ở rứa đó rồi không có sợ mới cho cái nó đó chứ không dẫn cái đi làm cũng lâu rồi hả mấy chục năm rồi hả nhà đi làm mấy chục năm rồi có nhà đi lâu rồi có nhà đi lâu cơ mà còn cái nó thì máu nằm ngủ đó chắc cũng dầu ướt hết thì cái này thì dầu không còn không ở được cái này không được tôi mới chạy lên luôn đi nhân bình tôi nói trời cái nhỏ không bổ á không bổ nằm nó đâu. Cái tôi nói cho anh Bình ba chữ ba trắc lùm em ra chơi tiền ít quá lùm em ra chơi cái chữ ba trắc rồi ở không được không hắn sang hắn rớt đòn ta rồi anh đi
cái tôi chạy lên tôi nói bảo ông xuống ông co cái rồi đang nó tính đang nó cho cái chút nó đó đổ cái bờ này trong chuyện đổ cái này ra trong giữ cái bờ này giữ cái nhà này cho ông bận ngõ mắt rồi với đầu cò chứ không có bổ vừa rầu nó chỉ còn thế rồi hai mẹ con bà ăn một tháng hết bao nhiêu gạo thóng nữa là coi như thế là không hết 20 ký không hết 20 ký hả không hết không hết không hết nghĩa là ngày ăn cũng không bao nhiêu đúng không thóng ăn không hết 20 ký ở đâu cái thóng trước á là tôi mua 20 ký còn đó còn ăn chưa hết bữa nay tôi mua tiếp 20 ký chở vô đủ đâu dễ dành đó hả tôi sợ không có gỗ quá nghĩa là bà có đi chợ được không không tôi cũng ít để đây tôi nói để tái thế là người ta vô đây người ta bán dạo là bà mua hả không gỗ thì ném bọn nó đó ném nó con ở chỗ đoàn nó biểu má chở vô tôi vừa chụp cái gỗ là má chở vô cái còn đồ ăn á đồ ăn là ai mua cho bà hả đồ ăn á là ai mua cho bà đồ ăn có bữa hôm trước có bữa nó con cũng vậy ăn rong mua dầu này bột ngọt này nước mắm này gì để đó còn có còn không ăn gì ăn mua mè dưa gì ăn đứa ra thôi chứ còn ra rốt hàng mè có ăn thịt ăn cá không trời ăn không ăn không ăn hả trời không ăn trời thịt nhau ăn có không ăn rồi ăn rau rốt thôi hả ra rốt cũng không ăn chứ ăn cái gì thì nó ăn muối mè muối dưa còn ăn muối mè muối dưa biết rồi hả sao kỳ vậy dưa trộn muối mè trộn mè ăn quen rồi đó ăn đúng không? Chứ là không ăn thịt cá rau đó thì cũng không ăn. Trừ không ăn còn không ăn thịt quá chị gái chứ. Không chịu ăn hay sao? Không chịu ăn múc ra nó không ăn. Rồi bà ăn cũng ăn muối mài luôn. Cũng ăn muối mài với dưa muối luôn. Rứa đó cứ ăn được đó dễ lắm, việc gỡ dễ lắm. Ơi chợ gỡ dễ không không? Mẹ mua bữa nói này dưa mà được còn đó 10 tỷ. Thế rồi tiền ăn nó cũng không bao nhiêu. Chủ yếu tốn gạo thôi. Tốn gạo có bó lẹ là ăn thúc. Thế chứ. Đa mua thuốc, tao uống, mua ngoài còn đây bữa bây giờ hầu đây không được là mua con xây mua hộp con xây rồi về uống rồi bây giờ bà có giữ tiền được không hả? Bà giữ tiền được không được thâu 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 không bao giờ rờ được không bao giờ được bà giữ được bao nhiêu tiền tháng hả bà tối à dạ không có không có hả không có không có không giữ đâu cũng như thợ rèn nữa đó tao thốn là lồn đứa đó bây giờ còn... con đưa vào một số tiền mà giữ được không được được hả được. Lỡ ai vô mệt quá năm mười hơ thóng không có ôm bước tới nhà tôi ấy biết đâu con quay phim là người ta tới rồi người ta biết người ta vô người ta họ vô lắm chơi họ mua chờ ông vô chờ cho chơi ở đây dân cũng thư thưa hả thấy con thử gặp mình thử ngủ ở đứa đó chứ không còn không ơi tới luôn vậy bà con gửi cho bà số tiền rồi bà giữ có ai có gửi cho ai giữ giùm không được có chỗ cắt có chỗ cắt hả bà đồ cái hộp bà bỏ xuống hả tôi ấy bà đồ cái hộp bà bỏ xuống hả đâu cắt đâu kệ tôi mà không ơi biết không ơi biết cái hả mà tôi ăn là tôi có đi đâu tôi ăn là tôi cứ nằm mỏi giấc vậy đó không đi rồi tôi đi, con gửi đi cho... đi rồi hậu có nhồi có cái bữa trước nhồi cái chỗ này là có chân này này nó này bóp cái này tái tôi kiệt cái này không thấy chứ thế mà nhô con tốt cái chân là đúng bây giờ mà bà sức của bà càng ngày càng già rồi mà không biết bữa sau bà mất rồi cô này ai lo cho cô này đây thầy đứa đó không biết đường không hầu nó họ hầu nó cậu ăn còn cho mà không kêu cho người cả có họ vô họ biểu rồi xếp có mồng bất cái mày đưa dẫn đi dẫn đi họ nuôi nhà nước nuôi nhưng mà không đi hả cậu hắn nó là thâu tiện ở đây dân ở nhà chữ loan chữ lo ăn rác quá nào mà ăn lộn gì hậu ánh cháy cái đồ thanh ra đây cái để lung đó hồi 2 tuổi tới giờ rất là tội nghiệp cô tên gì đấy bà hát tôi đã năm dạo tôi kêu con dạo đi đó con tôi không có tay thì con dạo hả Lê Thị Dạo nữa đó. Giờ giấy tờ là Lê Thị Dạo. Thấy chưa? Cô để năm con gà nên. Để Dạo tôi kêu Dạo đó. Mà đặt tên là Dạo luôn mọi người. Ok thì coi giờ con gửi cho bà số tiền rồi bà giữ rồi bà mua thuốc, mua gạo, mua đồ ăn ha. Ok thì Phi cũng thấy hoàn cảnh của hai mẹ con của bà Sáu cũng hết sức là đáng thương mọi người. Bản thân của cô là bị
tật nguyền từ lớp 2 tuổi, là khi mà núp ở dưới cái hầm để trốn giặc á, thì Mỹ nó phóng mấy cái quả lựu đạn hơi cay. Khi đó là cô mới 2 tuổi, là cô hít phải cái hơi độc đó thì cô đã bị bệnh đến bây giờ luôn, mắt của cô cũng đã mù. Thì hai mẹ con của bà bây giờ sống nương tựa với nhau rất là tội nghiệp. Không biết là bà sống đến bao giờ, nhưng mà khi mà bà mất thì không biết là cô sẽ nương tựa vào ai. Thì Phi thấy hoàn cảnh hai mẹ con của bà rất là tội nghiệp, Phi cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà một số tiền quý vị ạ. Thì Phi gửi cho bà số tiền là 5 triệu đồng. Thì Phi thấy bà cũng có tuổi rồi nên Phi cũng không có dám đưa nhiều tiền cho bà. Phi thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi cho bà số tiền 5 triệu đồng. Thì số tiền này là gồm có 1 triệu là của gia đình bác Phạm Hình Nga ở bên Mỹ, 1 triệu là của nhóm tình thương Mến Thương ở bên Mỹ, 1 triệu là của một anh giấu tay ở bên Mỹ, 1 triệu là của chị Hương Thị Đoàn ở bên Mỹ, và 1 triệu là của anh Sơn ở Bình Chánh mọi người nha. Tổng số tiền là 5 triệu đồng. Đây con gửi cho bà 5 triệu ha, con đổi ra mấy cái tờ 200 để cho bà dễ mua đồ ăn nha. 2, 3, 4, 1 triệu nè, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, rồi 5 triệu bà nha. Bà giữ có được không? Được. Được hả? Thế con thấy sợ quá, tại vì có tiền rồi mọi người để ý rồi. Không, bà giữ được. Giữ được đúng không? Còn không biết bà giữ được. Giữ được rồi đào cái lỗ chỗ nào trâu xuống đúng không? Ừ, đúng, bà không có còn hết trong người mà. Bà cũng có, bà lãnh tiền còn 500 nữa chứ, mà bà đâu có bỏ người. Rồi lấy tiền đó là trả nợ 500 ngàn tiền thuốc gì đó ha, rồi mua thêm thuốc gì đó, rồi mua đồ ăn về ăn nha bà. Dạ. Không, bà cũng cổn mà. Dạ. Thương bà ra bà nhờ để cho bà không biết nói ra ai. Dạ. Trời ơi, hai mẹ con của bà sống rất là tội nghiệp mọi người. Đáng lẽ ra thì con phải lo cho mẹ, phụng dưỡng cho mẹ, nhưng bây giờ là bà phải rơi vào cái hoàn cảnh thế này. Tuổi già sức yếu nhưng mà phải lo cho một người con bị tật như thế này mọi người, rất là tội nghiệp. Thôi con cũng mong cho bà có sức khỏe để bà sống tiếp những ngày còn lại rồi lo cho con bà ha. Tội quá, cô giờ không biết gì hết luôn. Không biết gì hết. Ở miết trong nhà đúng không? Cô này cô ở miết trong nhà đúng không? Biết không, không xí. Bây giờ là hai mẹ con là chỉ sống dựa vào cái tiền trợ cấp của xã hội tháng có 700-800 ngàn. Rồi vậy thôi con cũng xin phép con đi bà ha. Dạ. Rồi có dịp con ghé thăm bà sau nha. Rồi bà cắt tiền cho cẩn thận đó, con cũng lo lắm đó. Cắt thăm con lái nè. Rồi. Thôi Phi cũng xin thay mặt cho bà gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho mẹ con bà có được một số tiền để sinh hoạt hàng ngày, ăn uống thuốc men. Phi chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.